tiền vào chương trình tối hôm nay. Thôi anh ơi, chúng tôi xin chân thành kính mời Hoàng, kính mời. Đây, đây là món quà từ Tây Ninh nha. Tây Ninh là hả? À, anh mới đi Tây Ninh về. Anh khách hả? Dạ, anh mới đi Tây Ninh về, anh kéo à. Xúc động rồi, xúc động rồi. Khóc hay khóc. Tặng cho mình pha luôn vui hả? Vui chứ, vui, xúc động vui. Xúc động mà đỏ, đỏ con mắt luôn á. Xúc động mà xù hết tóc luôn á trời. Xúc xù tóc mà. Xúc sổ đổ thảo. Cái này là phải đỏ máu, cái này là hồng luôn á. Ờ, xúc sổ đổ thảo luôn á. Hồng cái mặt luôn đó. Nhà mình ăn bánh tráng nè, hồng hết cái cặp mắt luôn. Nè. Ôi xôi ngon quá. Tối qua anh chơi mới chơi đây nè. À. Đúng không? Chơi. Cái xong cái anh hỏi ăn xoài hôm bữa nay về ăn. Anh để ý pha hả? Anh biên quà rồi. Anh biên quà. Anh hay xuống lòng mà cái kia thì còn chơi lắm. Muối nọ tới đâu mình nha. Tưởng anh để ý pha rồi. Tưởng anh để ý pha. Em sợ lắm. Các em không còn ai để ý nữa. Dở. Ghê không? Tốt ăn quá ha. Dạ. Ăn cũng... Tại vì nó làm sẵn, ăn dễ ha. Dạ đúng rồi. Nó bắn cho mình luôn nè. Nó nướng muối nè. Muối này... Quà Tây Ninh nè. Nó sẵn nè. Đạt mà. Có làm. Xoài Tây Ninh. Chung. Ở đâu vậy? Chỉ có tiền. Bạn trai chị mới Tây Ninh về. Cái cuộc đời chúng tôi là phục vụ cho các bạn quý vị lần qua trò chơi nhân gian, đó là trò chơi săn đuổi chuột bọ. Và tối hôm nay quý vị mình đến với đồ lô tô sản phẩm tăng tài với chủ đề lô tô y lô tô phục vụ cho các bạn tất cả quý vị mình qua trang phục đồ nhân. Kính mời hàng bước vào bên trong. Quý vị mình đến trước còn bàn còn ghế, quý vị mình ngồi hoàn toàn miễn phí. Quý vị mình đến sau hết bàn hết ghế, chúng tôi cho tất cả quý vị mình thuê qua. Mỗi cái ghế là 5.000 đồng. Vậy bước vào bên trong để có toàn quý vị tham gia tham dự ngay vào đội đầu tiên qua trò chơi săn đuổi chuột bọ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời qua, kính mời. Mày có tiền tay không? Câu được thì. Kim tay gà đã tại cái tại nó ốm quá đó, cho nên là cái này nó. Nè nè, có lòng vú đâu nè nè, cho pha nè nè, hết bên tay gì đó. Cái này nè, ủa cái này cái bụng mày bự quá hơn cái bụng tôi luôn á. Cái này nè giống như bên đây mà chiều qua bên đây vậy đó. Gái mới nhú, bởi em 4 đứa con rồi. Gái mới nhú không pha. Ê, năm nay mới 12 tuổi à. Đúng rồi, chưa đó, hai tao 21 hay mới được 13 tuổi. 8 nè, cái nơ luôn mới có 2 kg núm. Vậy đó. Vậy nó giống nam hơn. Còn cái nơ á. Không, bánh một bên. Cái nơ á. Đê. Mà em phải khòm xuống vậy đó, em xỉ nhục anh Cường gì vậy lại. Em đứng thẳng lên, em đứng thẳng lên. Đó, vẫn tới bình thường. Thương anh Cường ghê, vô thế luôn, vô thế luôn là vô thế luôn. Vô thế luôn rồi. Vô thế luôn rồi. Không có ứng nghiệm mà không có lâu thì rồi. Su cà na. Đẹp tâm nó trong cái ba ly á. Có bạn có ghế hoặc còn miễn phí. Quý vị mình đứng sau hết ghế rồi, quý vị mình đến với quầy chúng tôi sẽ cho tất cả quý vị mình thuê qua phòng cái ghế là 5.000 đồng để ăn nè. Và chúng ta với chủ đề lô tô y tô phục vụ cho toàn tất cả quý vị. Ham làm ham ăn. Hài lòng quý vị mình luôn. Và bây giờ chúng tôi sẽ chào kính mời bạn đâu đang ăn nào. Muối tôm cái gì nó lạc. Trường. Bà đâu có chừng cái tay con nha má. Cái con này gan đậm ghê luôn. Cái con này.
mọi người. Ngọt không? Thôi ngọt nha, mỗi chua. Bây giờ con bò này con sẽ đổi tên nó rồi. Tôi sẽ không đặt tên nó Mai Đình mà Thu Cúc nữa. Mai chết. Bỏ mới đó mà. Rồi vậy còn 3 vé cuối cùng luôn quý vị ơi, 3 vé cuối tài luôn. Là đội đầu tiên mở hàng luôn quý vị ơi. Rồi còn 3 vé cuối cùng, 3 vé cuối tài luôn. Đó, 3 vé rưỡi nhiều, 3 dài, vé cầm, vé thừa là vé chừa, đọc giải cho tất cả quý vị mình luôn. Rồi, ai không ủng hộ đừng kéo 3 vé. Đúng nữa, bên đây nè, bên đây nè. Mỗi người 1 vé, 3 người 3 vé là hết trơn. Đó, 10 vé, 3 người 3 vé là cộng lại hết trơn quý vị. Rồi, còn ai chia vé bọn em luôn. Hả? Đưa đi. Ủa, ngồi ăn sang cảnh nha. Chạy dứt xuống, dở xô. Rồi, chạy con ơi. Trời ơi, bỏ cưng ghê. 39, đọc dài quý vị, con số 39. Con bỏ dễ thương nè. Ồ, dở xuống bánh chạy người ta vậy đó, con bỏ nó bèo. Lên đi bà. Trời ơi. Rồi, lấy gấu nào nữa đi gái ơi. Đó, gấu nhỏ nha, đừng lấy gấu bự nha. Gấu bự là 1.500. Ra bây giờ dòng loại nhiều quá cũng là dòng loại quỷ bỏ luôn nha. Rồi bây giờ mời quý vị cùng tham gia tham dự cho em một dòng loại mới. À, gái ơi, cô bác có lời mời mà bác sao có đôi lời cảm ơn cô bác anh chị mình luôn nha. Rồi nhanh lẹ luôn. Rồi quý vị ơi, em bán vài dòng loại để cho quý vị khán giả mình tập trung vào đông đông thôi quý vị. Tối đêm nay quý vị mình nhớ đón xem luôn nha. Rồi bây giờ cùng tham gia và cùng tham dự luôn. À, đêm nay cũng như thường lệ sẽ phục vụ cho tất cả quý vị mình dòng loại đặc biệt, đó là hai dòng loại quý vị. Và cái nhà là 53 cái cửa, mà có vé rồi có vé nữa không sao. Đó. Rồi quý vị cùng tham gia và cùng tham dự. Rồi quý vị là còn phía bên ngoài mình chào trăm quý vị ơi. 5.000 đồng quý vị. À, đỡ mũi cho quý vị mình xem. Rồi tao tham vé cuối cùng cho ổng kìa. À, đó rồi cho ổng cái coi. À, trời ơi. Tụi mình chụp hoa thanh niên mình đã cảm ơn ảnh luôn nha. Rồi cho mình Khải ơi, vé Khải ơi. Vé anh ta kìa Khải. Ông xã người ta. Ông kìa. Trời ơi, ở đúng cao mẹ. Không vô tay nữa. Vô con. Hết chưa? Rồi, giờ số đi ơi, giỡn số. Ôi ôi, và con số có giá trị và tặng cùng ban con số. Máy điện máy. Ê Khải, Khải, Khải. Gì là máy gì má? Hả? Không biết số máy. Cái này là máy gì? Tôi cũng không biết cái này là máy.